Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Kim Huỳnh UK Cuộc Sống Anh Quốc. Hôm nay cả nhà Kim lại đang ở quận Cotswold của nước Anh hay cô chú anh chị. Đây được xem là một quận với nhiều ngôi làng cổ kính, yên bình và lãng mạn, có rất là nhiều điều để khám phá. Xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng theo chân gia đình Kim hôm nay đi khám phá xem ở đây có những cái gì hay ho ha mọi người. Bây giờ đến một ngôi làng khác, cô chú anh chị, cũng gần cạnh với cái ngôi làng lúc nãy luôn, giống như là hàng xóm vậy đó. Ngôi làng này tên là Snow Hill. Đây cũng có những cái nhà nhỏ nhỏ. Ngôi làng này giống như là nằm dưới cái sườn đồi, cho nên là ở khúc này đường dốc đồi nè. Đây, những cái nhà nó nằm dưới thấp dưới đó. Nhà nhỏ nhỏ không được mọi người. Sống ở trong này yên tĩnh. Cái đường có chút xíu à. Cánh đồng lavender ngoài đó hả chú anh chị? Mình sẽ đi qua bên này, thấy người ta đi rất là đông luôn. Ở đây cái bãi xe rất là đông mọi người. Chứ không biết là vô đây mua vé là sao ha. Chút nữa vô trong Kim xem thế nào. Kim đang ở Cotswold Lavender hả mọi người? Oh sorry. Chú đã dẫn chó làm hết rồi, đây mua vé. Before you go in, right? You go in, wildflowers, woodlands. And there's all your lavender, wild flowers, right? So we're going into here. Yeah, we are here. We're here now. We have to go all the way inside, buy the ticket. You got the coffee here, the toilet here, lavender all around here. I got those lavenders here too. Rồi đi, you get in here. Người lớn một vé là 7 đồng 50, trẻ em là 3 đồng 25. Là người lớn là khoảng 201-202 một vé ha, trẻ em là khoảng 100.000 một vé. Đây không được bay flycam ha, được quay phim chụp hình nhưng mà không được chụp hình người khác với chưa có sự đồng ý của người ta. Đây nguyên một cánh đồng hoa đây mọi người, ôi đông quá chừng đông luôn. Đây là đẹp chưa nè. Bên đây là cánh đồng hoa cúc hả cô chú anh chị? Đây nè, hoa cúc vàng, một màu vàng rực rỡ luôn cô chú anh chị, đẹp quá chừng luôn nè. Đẹp hay chưa? Đó. Rất là đông luôn. Không biết hai cha con chi đâu rồi, kia không thấy nữa. Đây là người ta tự đạp lên những cây hoa, người ta tìm lối đi riêng nè. Đó. Đẹp ra chưa? Một cánh đồng mênh mông nè mọi người ơi, thấy mê chưa? Cái đường mòn, một cái lối mòn nhỏ đi ha. Đây phía sau của Kim nè, xung quanh Kim nè. Rộng lắm. Cảm ơn cho mọi người. Ở đây Kim nghe những cái tiếng của những con ve, con sâu bọ gì nó kêu ve 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 nè. Đẹp chưa? Hai cha con của Chi trong đây, Kim mới vừa gọi rồi. Kim Chi đang đi tìm cái gì trong đây nè. Kim sẽ vô đây kiếm hai cha con. Bữa nay Kim lấy cây gậy này. Cây gậy tự sướng. Kim quay Kim được luôn nè. Mà em Chi lo em Chi chơi gì đâu không, mà không có quay được em Chi nữa nè. Chưa quay được em Chi nữa nè. Thấy mê cho mọi người. Cánh đồng phía sau Kim nè. Em Chi đi cầu nè. Đi cầu này về Bến Tre đi cầu dừa được nè. Mà cô chú ơi, Chi sợ không? Chi giỏi dữ vậy ta. Thôi đi.
xảo à. There's the doggy there, look. Uh-huh. And there's a ladybird. This is what we walked over before. So you didn't see it. So we missed it, look. That should have been, it was the first one you stood on, look. So we got them all now. Yeah. I just need to get all these there. But we've got them. Well, there's no bee, there's no bumblebee on. There's only the ladybird and the dog, babe, that we didn't get. That them had, we got the rest, didn't we? I had, rồi. And there's a frog. Trời ơi, chị đi cầu dữ vậy trời. Chạy luôn. Cái cầu người ta khắc những cái đường này trên cầu để lỡ trời mưa nó không có trơn trượt, mọi người cũng hay chứ. Chị đi cầu dữ vậy ta. Trời ơi, gái Bến Tre đi cầu dữ dằn luôn. Ừ. Rồi, nguyên một cái dàn cầu luôn kìa, chị đi đi. Chị muốn đi ra đường nào? Nói giờ chị cái cầu nào nó cũng đi hết trơn kìa, chịu nổi không? Đây, đã tìm được hai cha con của ông chị rồi, ông bà cô chú ơi. Đó. Chị tìm hết mấy con animal chưa? Chị nắng quá, chị mệt hay sao quá, mời cô chú ơi. Đây nè mọi người ơi, một cái cánh đồng hoa như lạc vào cái vườn cổ tích vậy đó. Đẹp quá trời luôn. Quá trời quá đất đẹp mà đông người quá. Kim phải đi múc trên kia. Múc trên kia chỗ mà không có người. Honey, go this way. This way. Yeah. Đẹp ghê chưa nè. Đẹp như vườn cổ tích hôm nay chắc biết chưa for me. Đẹp cho mọi người. Giống như một cái đường hoa, một cái lối mòn dẫn vào cái đường hoa. Ơi con ong nó đeo vào cái điện thoại của Kim. Đó mọi người. Đẹp, thơ mộng, lãng mạn gì đâu, sống ở trong đây cũng được nữa. Thấy mây chưa nè. Hai cha con của em Chi đang đằng kia. Em Chi có vẻ là không hứng thú với hoa cỏ. Em Chi đang đi tìm, đi săn lùng những con vật. Giờ Kim sẽ đi ra. Đẹp chưa cô chú anh chị? Bé khóc quá chừng, bé khóc từ đầu tới cuối, khóc từ nãy tới giờ luôn. Có 3-4 loại cánh ha. Đây có 3-4 loại hoa ha cô chú vậy, 3-4 loại cánh đồng hoa. Có ở dưới kia lúc nãy là hoa cúc, ở đây là hoa này ha. Phía ở dưới là có 2-3 loại lavender gì đó. Đây một cánh đồng hoa nữa nè. Cái này là mặc mấy cái đầm màu trắng ha, mặc áo dài chụp hình cũng đẹp nữa. Đầm màu trắng ha, mặc mấy cái đầm công chúa gì đó, chụp hình là xinh cực kỳ luôn. Đẹp chưa? Ủa, ai sau lưng tôi mà tôi nghe. I can hear the voice of smiling, laughing. Is that you? Is that you? Chị thích không? Chạy dữ vậy trời. Rồi công chúa của mẹ chạy đi đâu vậy? Đẹp quá. Đây là thêm một cái ruộng lavender nữa nè mọi người. Cái loại lavender này
những cái gốc cây này nè, rất là to rồi. Ở trong đây Kim thấy ong nhiều lắm, ong nó bay do dê nè. Đứng ở đây đó, mùi hoa thơm, mùi hoa ngang ngát, mùi hoa lavender mọi người biết rồi đó, nó thoang thoảng trong gió mà nó đẹp, nó đẹp đến lạ thường mọi người. Một màu tím nè, một màu tím lãng mạn dễ sợ chưa. Đây xung quanh của Kim nè ha, lạc vào đây rồi không muốn vào đó mọi người. Bây giờ Kim đi vào đây, đi vô trong, hai cha con Chi đang đợi Kim. Vào đây là mê mẩn luôn của chú anh chị, rất là thơm luôn, rất là thơm mọi người. Mà một cái màu tím, cả bầu trời màu tím luôn. Chị đòi cổng ba hả? Chị muốn mua kem ice cream, chị muốn ice cream hả? Daddy kiss another girl behind your back. Sao kem dâu mà mày không thấy màu đỏ vậy cho nha, đứng đi nha. It's not pink or red, that's why it's just the taste of it. Cũng ngon á. It's just the taste. Phía xa xa ngoài kia là Kim thấy cũng có mấy cánh đồng lavender nha chú anh chị. Trong đây người ta có để một cái liều nè của chú anh chị để cho thay baby changing, ở trong đây để thay tã, thay quần áo cho em bé vậy đó. Trong đây có gì? Đây, có cái giường này cho em bé nằm nè, không? Có thùng rác để em bé lên đây thay tã nè. Có cái xe đẩy của ai đây không biết. Ở phía bên đây là toilet. Giờ đi ra đi chỗ khác nữa hết cô chú anh chị. What is the thing you call it again, honey? Burton on the water. Yeah. Là trừ cái chỗ mà lavender đến đây á, từ cái chỗ mà cái vườn lavender lúc nãy đến đây là khoảng about 10-15 minutes, honey, from the lavender. 15, yeah. À, 15 phút. Khoảng 15 phút là lái xe đến đây, hay chú anh chị? Mà Tony lái nhanh đó, trong cái đường làng mọi người, cái đường rất là nhỏ luôn. Đây đã đến một cái ngôi làng này nè. Kim sợ ở trên mạng là tìm những cái địa điểm mà nổi tiếng đẹp nhất ở cái quận này để đến thăm á cô chú anh chị. Hồi sáng giờ mình đi cái điểm này là điểm thứ 3 rồi đó, bây giờ là 2:20 là mình đến được cái điểm thứ 3. Tại vì Tony là rất là nhanh nhẹn luôn, lái xe cũng nhanh nữa, cho nên Kim đi làm cái gì cũng nhanh hết trơn. Sáng ra là 6:00 lo đi rồi đó, cho nên mình đi được nhiều điểm. Đi một cái điểm này xong là, tại vì có kế hoạch là đi một điểm này xong là đi thêm một điểm nữa, là mới check in khách sạn ở bên này. Khách sạn bên này 3:00 chiều mới được check in hết mọi người. Ôi cái làng này Kim thấy đông quá trời luôn nè.
It's very crowded here, honey, look. Parking's gonna be a premium here. Yeah. Busy. Giờ đang tìm chỗ đậu xe không chú anh chị? Chỗ này Kim thấy là một trong những cái điểm rất là nổi tiếng. Ôi đông quá trời đông luôn. Ngày hôm nay đông quá trời. Cái chỗ này là đông hơn những cái chỗ lúc nãy giờ Kim đi nữa. Well, it looks nice here though, look. Đông quá trời đông. Ôi có cái cầu có nước không kìa. The bridge. Yeah, they've got a bridge and stuff. Everybody yeah. sit by the river. Yeah. Mọi người ngồi à. Mọi người đang ngồi dọc cái bờ sông cho nên là cái đây. Ôi, honey, somebody walk on the down there. Look, the kid walk down there. There, look. There. Okay, okay. Thấy cái ngôi làng này bự hơn ngôi làng mày. Honey, this is a bigger village. Yeah, it's a bigger village. Yeah. And the parking, but it's full. Oh, you got the water coming down there as well, Kim. You missed it. You weren't looking that way. Okay. But the long river. Oh, we can walk along the river, honey. Yeah, but we gotta find a place to park the car first. Đi bộ dọc theo cái bờ sông. Ôi, cái này cảnh đẹp quá thiệt luôn. Đã đậu xe rồi cô chú anh chị, bây giờ sẽ đi bộ lên trên trung tâm của cái ngôi làng này ha mọi người, của thị trấn này ha. Ở dọc đây là Kim thấy có một cái đường giống như con sông, con rạch gì đó, nó chạy dài theo cái đây, bởi vậy người ta gọi này là cái gì đó, water gì đó, là cái nước của mọi người, sông suối ha. Birdland, Kim thấy trong đó là công viên của chú anh chị, trong đó công viên, trong đó là phải mua vé đi vào ha. Nguyên này một cái dòng sông nè, dòng sông, dòng suối, con rạch gì đó, con rạch, con kênh gì đó, chạy dài lên đó, rất là đông luôn. Người ta đi theo, ta đi dọc theo cái bờ sông này đông, rất là cạn luôn mọi người, khoảng một gang nước thôi, gang tay thôi. Kim thấy nhiều người lội dưới nước ở trên kia lắm. Dịch nó bơi kìa, nó bơi ngược dòng kìa, nó bơi ngược dòng, nó bơi muốn không nổi luôn kìa chị kìa. Cảnh ở đây đẹp quá chừng luôn mọi người, như là trong mơ, trong bức tranh vậy đó, thơ mộng dễ sợ, đẹp quá chừng luôn, quá trời đẹp luôn. Rồi ba chi là cổng chi nữa, ba chi thích cổng con gái lắm, cứ hỏi chi cổng không, đâu ba cổng cho chi cổng không, nó là tự nguyện cổng luôn á, chi không có đòi luôn, là tự nguyện cổng luôn. Cảnh đẹp như trong bức tranh không mọi người? Đây đông lắm nè cô chú anh chị. Đa số là khách du lịch cái làng này, lúc cái làng này là đông hơn cái làng lúc nãy nhiều. Tại vì ở đây có dòng sông, có cảnh đẹp nè, cho nên là có nhiều người đến đây. Đây có một cái cửa hàng bán. Đây có một cái cửa hàng bán đồ lưu niệm nữa nè. Đây có quán tea room, và có quán cà phê, quán ăn. Cà phê bán đồ ăn trưa luôn, fit and cheap nữa. Chị à, nắm tay mẹ hồi chị lạc á chị. Ơ, đây có 2-3 cây cầu luôn. Đây có nhiều cửa hàng trong đây nữa nè. Ơ, chỗ này nhộn nhịp quá, nhiều quá. Ôi, con chó nó ngồi trong xe đẩy kìa, thấy không? Từ từ lên trên kia có nhiều người kìa con à. Trời ơi, như một cái hội chợ. Đông quá. Honey, it's all right, honey. Yeah, all the kids do it, so we can do it as well. Này có quán cà phê này đông quá chừng luôn nè. Quá trời luôn, không có chỗ ngồi luôn. Đây mấy em bé này lội dưới nước. Trưa nắng nóng này đi xuống dưới là mát mẻ luôn. You cannot find anywhere to sit now.
Well, there's places on that side there. There's like a little step to get in. You see? See on that side where the little boy climbing out? Yeah, I see. You must be able to see it. Yeah, we have to find it, boy. So all you've got to do is walk around. Yeah. Oh, we can sit there then. Do you want to go in here then? Rồi là đây. Ôi lạnh quá chị à. Khâu. Yeah. Rồi đi đường nào. Ôi da. Rồi lạnh quá. Lạnh lắm luôn. Nước lạnh tê cống cái chân luôn á chị. Chưa khâu chứ à. Ngôi làng này có tên là Bolton on the Water hả cô chú anh chị? Thì nghe cái tên thôi là có liên quan đến nước rồi, water. Cho nên là có một cái dòng sông chạy dài theo cái con đường chính của ngôi làng. Ngôi làng này thì theo điều tra dân số vào năm 2011 có khoảng 3.296 người thôi mọi người. Nhưng mà mỗi năm thu hút đến hơn 300.000 du khách đến đây tham quan cô chú anh chị. Dòng sông mà Kim đang đi này có tên là Windrush. Có 5 cây cầu đá bắc qua dòng sông hả cô chú anh chị, 5 cây cầu đá thấp và có vòm cong được xây dựng từ những năm 1654. Cho nên là cái dòng sông này có biệt danh là Venice của Cotswold luôn đó cô chú anh chị. It's freezing. Rồi chị, cởi áo lên nha. Ừ, kéo cái áo lên. 1, 2, 3, go. Wet, wet, oh wet. Ok. Oh, oh my god. Chị nắm tay mẹ để té nè. Nhanh lên đi qua bên kia, lạnh lắm. Lạnh lắm, nó chưa khó. Lạnh lắm, mẹ đi qua bên ba đi. Qua bên ba xong rồi đi nữa. Ây da. It hot. It hot. Đau lắm. Oh my god. It's freezing. Okay, you wanna get off? Mày rửa chân luôn, đứng lên này. Come on. Anh lẹ lên. Nắm tay mẹ lên coi, anh đi. Ok. Hai con chó đó. Mấy con chó bự quá trời, con chó to quá trời. Mấy người mà nuôi chó đây đó, mà người ta nuôi cùng một giống chó ha. Ta đi gặp á, chào nhau. Ôi, cái giống chó của tôi giống giống chó của bà nè. Rất là vui ha, lại tay bắt mặt mừng làm quen là nói chuyện kể về những chú chó của họ đó cô chú anh chị. Chị à, kéo áo lên để ướt con. Chị ok. Chị ok. Lạnh chưa? Đi lên chút mày nghỉ mệt, chút mày đi nữa. Lạnh lắm. Đây có lối đi lên nè con kìa. Các bạn đi lên được nè. Dạ. Đây cây cầu này của chú chị, cây cầu rất là thấp luôn. Cây cầu này không có thuyền gì mà vô đây được. Tại vì cái sông này cũng cạn mà, không có thuyền vô được. Chị Chi nè, ông bà cô chú. Ờ, con chó nó bự quá, nó lại Chi kìa. Đừng lại gần nó cắn con á. 1, 2, 3. Rồi đi qua cây cầu thôi Chi à, let's go. Chung qua cầu hả cô chú anh chị ơi. Em Chi cởi khum nhưng mà mẹ phải khum nha bà cô chú ơi, nước nó lạnh dã man luôn á. Rồi đứng lên chụp hình nè chị nè, chụp hình cái cao. Lạnh lắm mọi người, nước lạnh dữ lắm luôn. Áo, đạp đá đau lắm nha. Đi lên được hả chị à, mẹ đau chân quá chị. Đi đi lên đường này cho dễ nè chị nè. Ướt áo rồi kìa chị kìa. Thôi không đi nữa đâu cô chú chị, đau chân quá, ê chân luôn rồi. Lạnh mà đau nữa. Xong rồi ông bà cô chú ơi, bây giờ tiếp tục đi nè. Để chuẩn bị đi đi dạo phố tiếp với mọi người, đi ngắm cảnh tiếp.
bên này trời nắng, người ta thích ngồi ngoài phơi nắng chứ anh chị, tại vì một năm chỉ có 3 tháng hè, mà trong 3 tháng hè đó chỉ được rất là ít ngày nắng luôn, cho nên trời nắng tôi thích ra ngoài ngồi phơi nắng nè. Ở đây nhà hàng quán bar đông chặt kín hết trơn. Mùa hè là mùa du lịch bên này ha, rất là bận luôn. Đi chỗ nào cũng đông đúc, đông nghẹt. Ở Anh là vẫn còn chưa có đông bằng những cái nước mà ấm ấm hơn, giống như là Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, những cái nước mà ấm hơn có biển đó là đông dữ lắm luôn. Đây có bán kem nè, ice cream for dog honey, bán kem cho chó, kem cho con chó mọi người. Ở đây cái lối đi bộ rất là nhỏ luôn, nhỏ xíu xiu. Đây cái đường màu vàng này nè, nhà cửa ngày xưa, ở đây nhà ngày xưa đó, người ta không cần cái đường lớn ha, làm nhà đường nhỏ nhỏ thôi. Ở trong đây vẫn còn nhà rất là nhiều luôn, nguyên một cái bụi hoa cẩm tú cầu rất là to luôn các chú anh chị. Đây cái nhà của ai nè, nhà người ta đang sửa chữa rồi nè. Em Chi muốn mẹ chụp hình nè. Cẩm tú cầu ở chừng con ong ở trong đó nó cắn Chi bây giờ, đừng có đứng sát trong đó, Chi đứng sát quá. Ở đây có lối đi bộ nữa nè, lối đi bộ nhỏ xíu trong đó. Đây là nhà của người ta, có để giữ private là riêng tư, không được đi vào hết mọi người. Táo này quá chừng trái luôn, táo xanh nè, trái xum xê luôn. Vô cái nhà hàng gần cái bờ sông này hả cô chú anh chị, vô đây gọi cái gì ăn với lại kia nước uống. Mà mấy người đó, mấy người trong nhà hàng đó là bây giờ hết hết phục vụ đồ ăn rồi, chỉ còn nước uống thôi. Chưa được 4 giờ chiều hả mọi người, bây giờ người ta đợi tới 6-7 giờ chiều đó người ta sẽ phục vụ buổi tối. Buổi trưa thì người ta sẽ hết hết phục vụ đồ ăn trưa rồi, cho nên bây giờ chỉ gọi nước uống thôi. Đây có mấy bạn này đang học cưỡi ngựa. Đây đi lên lên thôi nè. Mấy bạn này đang học cưỡi ngựa nè, mấy con ngựa rất là to luôn. Mà mấy con ngựa bên đây Su Kim thấy nè, chắc là hồi đó chị Kim không thấy ngựa nhiều hay sao á, dưới cái chân nó đó có nguyên một cái chùm lông giống như là người ta mặc váy vậy đó. Quá trời cái lông nó xè ra. Cái đuôi rất là dài luôn. Bởi vậy người ta nói là tóc đuôi ngựa là đúng rồi đó, cột tóc đuôi ngựa là đúng rồi mọi người. Mấy người này đang đi qua đường nè. Bé học cưỡi ngựa, học cưỡi ngựa bên đây cũng mắc. Này lên to the riding horse, very expensive, right? Bây giờ cả nhà Kim đang lái xe đi đến. This is called Bloxham. Cả nhà Kim đang đi đến khách sạn hay cô chú anh chị. Bây giờ cũng 5 giờ chiều rồi mọi người. Check in khách sạn. Đây là cũng là một ngôi làng khác nữa. Những cái ngôi làng này nãy giờ Kim đi mà đường Kim không thấy một chiếc xe bus nào luôn, cũng không biết có tàu bến tàu điện, tàu xe điện, xe lửa ở đâu không. Ở trong đây mà sống ở trong đây thì đi như thế nào ta? No buses honey. I don't think so. I don't see any buses. I don't think so, babe. No train. There probably will be in the middle of a town, but this is not the town we're staying in. Có thể là ở this trong is the town before. Trung tâm của những cái thị trấn thì có thể là có tàu lửa. Nhưng mà không thấy bến xe bus hay là không thấy một chiếc xe bus nào đi ngoài đường luôn á. Tại vì ở đây là đi ra ngoài cái thị trấn này rất là nhỏ, hay đi ra ngoài một chút xíu thôi là tới vùng thôn quê rồi mọi người. They got the building in the middle of the street. Good. Walk around here later. Lots of flower. Nhưng mà cũng những cái tòa nhà cũ cũ hả cô chú anh chị. Đây nè cô chú anh chị.
Nhà Kim thuê là ở trong đây hả mọi người? Đây. Sẽ lấy dầu cho mọi người. Đối diện chỗ nhà Kim thuê là có công viên nè, hoa quá trời luôn. Kim sẽ xuống đây quay xa, bây giờ Kim sẽ xách đồ lên trên trước ha. Ok. This house. Number 4 on the right, in there. Yeah. Chèn 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 chèn. Chú thấy nhà hàng sao? Này Kim thuê. Giống như là một cái căn hộ trong một cái tòa nhà. Nè, I asked for a cut table. They don't have it. Do they have it? Ở đây mẹ coi coi. Rồi đi bước vô trong đây. Là một phòng khách có ghế sofa. Ở trên ghế sofa cái gói có đồng hồ kìa chi. Nhìn ra ngoài đường có cái view đẹp quá. Cái view ra giữa đường luôn. Cái phòng khách này rất là lớn nha cô chú anh chị. Kế bên đây là có cái bàn ăn nè. Nhà bếp. Nhà bếp cũng có đủ đồ hết trơn hết cô chú anh chị. Nội thất đầy đủ hết. Phía vô trong đây là phòng ngủ. Đây. Phòng ngủ có cái bàn trang điểm nữa nè. Giường. Có tủ đựng đồ, tủ đựng mút ở trên cao luôn. Cái trần nhà này rất là cao của chú anh chị. Nên cái khung cửa sổ rất là lớn luôn. Rất là lớn nhìn ra phía bên ngoài, nhưng mà ở đây là cái view ngoài đường ha. Nếu mà có xe mà chạy lớn rồi có thể là hơi ồn đó. Ok, chị đi toilet đi. Phía bên đây. Đúng rồi. Đây là cái phòng ngủ nhỏ của chị nè. Cái phòng, cái giường nhỏ xíu dễ thương chưa nè. Cái phòng ngủ nhỏ của chị cũng có một cái tủ đồ. Tủ đồ ở trong đây ha. Phải có màn gói, có màn ủi gì tùm lum hết trơn. Mẹ chưa xem, để mẹ vô mẹ xem. Đây là có cái đổi đồ nè. Để mẹ cho con bà cô chú coi. Phía bên kia là cái cậy cửa sổ. Có cái bình hoa. Từ từ con. Chi nó gấp gáp thế ghê không? Nó muốn cho mẹ xem nè. Gọi gì đây? Thôi trong toilet. Trời ơi, cái toilet bự dữ thần vậy ta. Ôi, có cái bồn tắm nữa kìa. À, chị chỉ mẹ cái mirror này có cái bấm nè, bấm đèn sáng nha chị. Đó. Hay nè. Đây. Ấy tôi cho. Mời chị đi toilet đi. Yeah, phòng khách rộng lớn. Okay. Yeah. She said, I asked for the makeup table in my room, but I don't have it. And I said to her, she can use it though. She goes, well, mommy and daddy can go in the other room. I said, how are we going to sleep in a single bed and you have the double? Really? Ở nhà chị nó đòi là mẹ ơi, con muốn cái phòng mà có cái bàn trang điểm nha. Xong rồi qua đây cái bàn phòng chị không có bàn trang điểm. Nó đòi ngồi cái, nó đòi ngủ phòng này nè, cho ba với mẹ ngủ cái phòng cái giường nhỏ, dễ sợ thì chứ. Đòi có bàn trang điểm đó, nó đi chơi mà nó đem đồ trang điểm theo mẹ, không có đem cái gì luôn. Vậy mà nó lên nó lục đồ trang điểm của mẹ, nó bỏ một giỏ luôn. Mới có 5 tuổi á trời, nó ba lớn vậy đó. Lớn chút xíu nữa ai chịu nổi. There's a wifi code on the table. Đây có ly uống trà nè cô chú anh chị. Mà sao mấy cái này? Mấy cái này Kim thấy bụi dữ lắm nha. Đây nè. Lấy cái ngón tay lên là một lớp bụi luôn đó. Làm như là chắc cũng lâu rồi không có người ở hay sao đó. Với lại cái này ở gần đường, chắc cũng gần đường có bụi mọi người. Đây có dao nè. Cái chỗ úp chén, rửa chén nè. Cái này là mình để xà bông vô đây mình thì rửa ha. Mình để xà bông vô đây mình rửa xong mình để chén qua bên đây. Lúc trước Kim cũng định mua cái này nhưng mà thôi nghĩ lại thôi, mua một cái ấy thôi. Ở trong đây là có ly nè, ly uống rượu rồi ly uống nước nè. Dĩa, chén, rổ. Đây có cái microwave. Nhưng mà ở nhà này tủ cao ghê luôn á. Cơm giói mà không tới luôn nè. Nồi chảo. Cái ấm nấu nước với lại cái đầu nướng bánh mì. Có trà.
đường. Có đường trong đây hả mọi người? Nó xài bếp điện, cái bếp điện này là lâu dữ lắm đây nè. Đây là cái tủ đông hả cô chú anh chị? Tủ đông, lò nướng. Bên đây là cái tủ lạnh trong đây nè, đó. Kim để mấy cái trái cây hồi sáng Kim mua vô đó rồi đó. Ở đây có mấy cái chai nước rửa chén, chai nước xịt lau bàn gì đó. Đó, em Chi mới vừa vô. Em Chi mới vừa vô, em Chi ngồi mở TV coi kìa. Có cái big window hôm nay. Cửa sổ lớn nha. Đây, cả nhà Kim chuẩn bị đi ăn tối nha, chú anh chị. Ba phải mở cửa được mới được con là khóa. Rồi, mở ra. Kim định không có thay đồ để cho đi ăn luôn đó, mà ba Chi thay đồ xong rồi Kim thay đồ luôn. Chi vẫn mặc đồ này hết cô chú anh chị. Thay đồ đi ăn. Chi nó hỏi sao mẹ mặc đồ đi chơi mà giống đồ ngủ như vậy đây. Đồ đi chơi giống đồ ngủ quá. Mẹ mặc đồ giống đồ ngủ hả Chi? Hồi sáng giờ là ăn sáng ăn gì ta? À sáng ăn sáng ở trong kia ha, buổi trưa ăn sandwich. Ba Chi mua sandwich ở trong siêu thị á, xong rồi ăn trên xe luôn. Cái lo đi chơi không có ăn uống gì trơn. Bây giờ buổi chiều Kim đói bụng quá trời luôn rồi. Bây giờ lúc nãy đã lên mạng ở gần khu vực này nè, là thấy có cái nhà hàng Thái không chú anh chị, quán ăn Thái, cho nên là đặt đi ăn món Thái mọi người. Có một cái món Việt nữa nhưng mà ở cách đây gần 20 cây số, xa quá cho nên là không có ăn món Việt, muốn đi bộ thôi. Đặt món Thái mọi người. Đây có một cái con hẻm ở đó, look nice. Nắm tay mẹ. Đó. Ok. Đây nhà hàng Thái, đặc trưng của nhà hàng Thái là rất là dễ nhận biết các cô chú anh chị. Có voi nè. Có kiểu cái gì? Cái kiểu giống như là chùa chiền ha. Kiểu giống cái chùa chiền ha. Rồi bên trong có hình Phật hình này nọ nữa. Rồi let's go. Let's go inside. Đây là có một cái quầy bar hả cô chú anh chị, quầy bar nước uống ha. Nhà hàng Thái là trước tiên là thấy có một cái bức tranh hả, bàn ghế rất là đẹp. Ở trên những cái mặt bàn này cô chú anh chị, em thấy là cái dưới cái lớp kiến này là người ta điêu khắc hết trơn nè, điêu khắc gỗ nè, rất là tỉ mỉ tinh tế. Và những cái ghế ngồi này nè, em thấy rất là nặng luôn. Xin chào không bà cậu chị. Hôm nãy Kim nhắc lên muốn không nổi luôn, rất là nặng. Tất cả phía... 1, 2, 3, go. Tất cả phía sau những cái ghế dựa này nè, toàn là điêu khắc hết trơn, rất là tỉ mỉ các chú anh chị, rất là đẹp luôn. Kim nghĩ những cái nội thất này là người ta đem từ Thái Lan qua luôn đó, rất là đẹp mọi người. Water. Thank you. Are you order water? Order water? No. A beer. You order them. Just a beer. That's my water. Những người ở trong quán này cũng là người Thái hết. Vậy là mình ăn cái chuẩn Thái luôn đó cô chú anh chị. Sawatika mean hello. Đây là có món tráng miệng hả cô chú anh chị, mực chiên ha, với lại tương ớt chua gì, cay ngọt, ngọt cay gì đó. Chấm như vậy à? Mực tươi. Nhưng mà ở đây người ta làm á, cái lớp bột nó dày quá cô chú anh chị. Cái bột quá dày làm cho dầu nó thấm ra nhiều á, cái mình ăn thấy ngán.
Thank you. She's enough. She's enough for both of us. No, I'm done. Game over. Nãy mình ăn món tráng miệng á, không cái món gì, cái món mở đầu món khai vị á, là dĩa khác. Bây giờ người ta đem ra cái dĩa nữa, dĩa nào cũng nóng hết trơn. Nay có hai cái này, không biết đem ra để cái nồi gì vô nè. Maybe they put the food here to keep it warm, honey. I think so. Yeah. Kim có order món cà ri nữa. Kim nghĩ chắc người ta đem cái này ra để cà ri lên cho nóng. Nè. Có hai cái luôn. Yellow curry. Thank you. Number 82 beef. Oh, this is for sound. Thank you guys. Thank you very much. I like the veggie noodles here. Thank you. It looks nice. Đây nè, curry gà hả cô chú chị, curry gà có nước cốt dừa nữa. Cái này giống như curry của Việt Nam, khi order cái này không có cay hả cô chú chị. Món Thái là cay lắm mà không được. Cái này là bò xào nè. Bò xào này là cay nè mọi người. Bò xào với có nước sốt dầu hào, nước tương nữa. Cái dĩa này đẹp quá chừng nè. Còn này là mì xào cho em Chi. Này giống bún gạo quá à. Để là mì xào nhưng mà giống bún gạo. Bún gạo xào thịt gà với lại trứng. Có giá cho em Chi không? Honey, give her some chicken honey. And a cucumber. Ở đây Kim có cái món cơm nữa nè, sticky rice giống như là cơm nếp xôi á mọi người. Đây, để lại đây cho nóng đi. Mì Kim ăn thử món mì hả mọi người. Mì này giống như bún gạo á, cộng nhuyễn nhuyễn giống như bún gạo xào. Đây là món curry nè. I like it when people engage. Curry với có khoai tây nữa, nước cốt dừa. Cái này là bò xào. Bò này rất là ngon hả mọi người. Đây nè, bò rất là ngon, không có gân, không có mỡ, không có gì hết á. Nấm nè, xào nấm với rau củ, cà rốt. Ăn mì thử ha. Có mùi của nghệ nhưng mà không quá nặng. Ăn cái vị nó cũng nó hơi nhạt, tại vì nhạt tại vì người ta làm cho người nước ngoài ăn á, không có làm quá mặn. Nhưng mà cũng vừa ăn với Kim, giống như nó giống như cái vị của Việt Nam mình luôn ha. Ngon. Curry is great. Ăn mì xào mà có cái vị giống như là bánh xèo. Tại vì nó có nghệ đó cô chú anh chị. Thịt gà, ức gà hả cô chú anh chị. Cà ri ngon lắm cô chú anh chị. Tony ăn mà khen quá trời luôn nè, khen hết lời luôn. Cái này hơi cay. Ý mà cái order cái loại không cay rồi đó mà nó hơi cay, có loại cay nữa là nó cay dữ lắm luôn đó mọi người. Cà ri này béo ngon hả cô chú anh chị. Béo ngon mà nó hơi cay, với lại nó có nó giống như của Việt Nam cỡ 7-8 phần vậy thôi chứ không phải là 100%. Cái cà ri này đó, cái hương vị nó giống như là nó tươi mới hơn á. Ngon quá. Cơm nè, sticky rice này, very good here. Try some too. They want some more. Good. Yeah, I will. Have one more if you want. Rice is excellent. This is sticky rice. Oh no, one more, honey. One more. Emily. Emily. Have one more sticky rice, please. Thank you. Rice is brilliant. I'm gonna come back here again tomorrow. Tony khen nức nở luôn, khen hết lời luôn. Ngon quá. Ngon quá. Thank you very much. Can we go where? We go here for breakfast tomorrow.
We ran a curry so much that why. Yeah, me too, yeah. How's it, Bill? Oh my God. Good. Good, that is. Really good. Oh, get on it, babe. Ngon quá. Ngon quá. Chiên chín đi kìa. Con đi. Ăn cơm với thịt đi con. Chúng ăn cay mà mặt em đỏ luôn nè. Con đi, it hot, make me red luôn. Cay nhưng mà ngon lắm mọi người. Cái mặt chi hồi nãy chi nó vô phòng trang điểm nè, mà cô chú đánh má hồng, nó đánh lên tới lỗ mũi luôn nè, tự đánh đó. Mẹ mẹ, people do that. People who? Cái thịt bò rất là mềm của chú anh chị, mềm lắm. Quá ngon luôn. Curry is very mild as well. Not spicy, over spicy. Just right. Just right. Tony là một người rất là khó ăn kén ăn ha. Mà anh ăn cái gì mà ngon là anh khen. Anh khen nức nở luôn. Oh. Chocolate crunch is coming. The chocolate crunch is coming. Wow, look at all that, sweetheart. Đây là món tráng miệng các chú anh chị. Có nhiều bánh rất là ngon luôn nè. Cream caramel. There you go, Jay. All right, thank you very much. No, not for me. No, that's my dessert. Okay. Yeah. How about you, ma'am? I'm too full. Yeah. Chiếm ngồi xuống ăn cái quỳ quỳ vậy. Too much that. It's a bit crunchy that, babe, isn't it? I like it though. It's very sweet, isn't it? Have you had that at school? What? Did you have that at school? You didn't? Okay. Yeah. Meringue is very, very sweet, that is. Is it very sour, is it? No, it's a bit raspberry. Yeah. I want you to pretend you're just like that. No, that's not a nice thing to do, baby. Wait, can you actually do that? Daddy, can you actually do this? Ăn xong rồi cô chú anh chị ơi, bây giờ cả nhà Kim đi về. Chụp hình với con voi không? Ăn uống nó sai rồi cô chú anh chị ơi, bây giờ về khách sạn ha. 8:30 rồi cô chú anh chị, về khách sạn xả tắm rửa nghỉ ngơi sớm mọi người, sáng mai dậy đi chơi sớm. Bây giờ thấy tự nhiên thấy lạnh lạnh nè, mặt trời xuống là thấy lạnh. Walk inside. Okay.